Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 7 và quý phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho các em ở cái đề thi giữa kỳ 2 của ba bộ sách Cánh Diều Kết Nối và Trong Trời, đúng không nào? Trong clip hôm nay thầy sẽ ra cho các em ở các đề thi kiểm tra cuối kỳ 2. Đây là đề số 1, thầy cũng có quay ba bộ và các bạn cũng có thể tham khảo cả ba bộ nha. Trong đây thì cái đề này có hai phần. Phần thứ nhất là phần trắc nghiệm khách quan. Thì có 3 điểm, gồm có 12 câu các em nha. Phần thứ hai đó chính là phần tự luận gồm có 5 câu. Thì thầy cũng sẽ quay cho các em các clip và thầy sẽ đăng ở trên cái danh sách phát của toán 7 kết nối tri thức các em nha. Đây, thì chúng ta có thể vào ở trong nhóm Zalo để chúng ta lấy cái file đề để chúng ta làm trước. Còn nếu em không có tham gia nhóm Zalo thì chúng ta có thể bấm chung video và chúng ta tự làm trước rồi mình theo dõi video của thầy để mà thầy giải, chúng ta đối chiếu kết quả đúng hay sai em nha, chứ đừng có xem clip của thầy trước, nhớ nha. Đây em. Được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi sang bắt đầu phần trắc nghiệm. Clip này thầy chỉ giải cho em phần trắc nghiệm thôi. Tự luận thì thầy sẽ giải cho em trong clip sau nhé. Đây sang câu số 1. Người ta hỏi các em là cặp tỷ số nào sau đây không nhé, không lập được thành tỷ lệ thức. Như vậy để lập tỷ lệ thức ấy, thì chúng ta nhớ này, để một cặp số mà lập được tỷ lệ thức, ví dụ A phần B và C phần D, để lập được tỷ lệ thức thì hai thằng này sẽ bằng nhau, thì nó sẽ lập được tỷ lệ thức. Còn nếu nó khác nhau, nếu nó khác thì nó không lập được tỷ lệ thức. Các em hiểu không? Như vậy ở đây chúng ta cần phải đi tìm cái cặp nó khác nhau, tại vì đề bài ở đây là người ta yêu cầu là không lập được chứ không phải là lập được. Nên chúng ta phải đọc kỹ đề nha. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra từng câu. 4/5 với 6/7 thì chắc chắn là 4/5 với 6/7 thì không thể nào giống bằng nhau được, chứng tỏ cái này khác, chứng tỏ ở đây câu A này. Bây giờ các em nhìn này, 6/7 câu B này, 12/14 ở đây chúng ta chia 2 và ở đây chia 2 thì nó cũng bằng 6/7, chứng tỏ hai này bằng nhau thì chứng tỏ nó sẽ lập được tỷ lệ thức này. Tương tự như vậy CD chắc chắn trong đề bài người ta sẽ cho bằng nhau trong đó, hiểu chưa? Không tin thì chúng ta kiểm tra đáp án C và D thì chắc chắn những cặp đó nó sẽ bằng nhau, mà bằng nhau thì nó lập được tỷ lệ thức, mà lập được tỷ lệ thức thì chúng ta không chọn, mà ở đây chúng ta chọn là cái câu là không lập được tỷ lệ thức là khác nhau, hiểu chưa nào? Ta sẽ đi sang câu số 2. Đây sang câu số 2 em. Khi x bằng 1 phần k nhân x, nhà thầy loại x sẽ bằng 1 phần k nhân y với k khác không. Khẳng định nào sau đây là đúng ha. X tỷ lệ thuận với y theo hệ số tỷ lệ là k, chứng tỏ là như nào? Đúng hay sai em? Là sai rồi à, đúng không? Nếu x mà tỷ lệ thuận với y theo hệ số tỷ lệ k thì y sẽ bằng gì? K nhân x, chứ không phải là 1 phần k. Đây này, nếu mà câu A là chúng ta ghi cái này đó chính là y sẽ bằng k nhân x thì mình đúng, cho đây 1 phần k là sai rồi. Y tỷ lệ thuận với x theo hệ số tỷ lệ là 1 phần k cũng sai, đúng không nào? X tỷ lệ nghịch là sai rồi này. Đây này, x tỷ lệ thuận với y theo hệ số tỷ lệ, đây câu D đúng này. Nếu người ta ghi như này, nếu x người ta viết đằng trước và 1 phần k nhân y thì nó sẽ là x tỷ lệ thuận với y theo hệ số tỷ lệ là 1 phần k. Được chưa? Nhưng mà câu D đúng em nha.
Biểu thức đại số biểu thị nửa hiệu, nửa là mấy, nửa là chia 2 này. Hiệu là phép gì? Phép trừ của hai số x và y. Nửa hiệu nghĩa là của hai số x y, nghĩa là người ta lấy x trừ y hiệu này chia cho mấy? Chia 2. Đây, câu A. Câu nào dễ thầy sẽ làm nhanh, câu khó làm chậm vậy thôi. Câu số 4. Chọn ngẫu nhiên một số trong tập hợp từ 1 ở đây đến 8 đúng không? Biến cố nào sau đây là biến cố ngẫu nhiên? Nhớ này, cái biến cố thì có 3 loại: biến cố ngẫu nhiên, biến cố chắc chắn và biến cố không thể. Như vậy biến cố ngẫu nhiên thì nó sẽ xảy ra một trong các phần tử ở trong đây gọi là ngẫu nhiên, tại vì người ta chọn một số mà. Số được chọn là số chẵn, đúng là ngẫu nhiên. Số chẵn ở đây có thể là số 2, số 4, số 6 hoặc là số 8. Đúng không? Thì nó chính là ngẫu nhiên này. Số được chọn là số chia cho 10, thì trong mark này không thể nào số nó chia cho 10 được. Chứng tỏ biến cố này biến cố không thể này. Số được chọn là số có 1. Nhìn, số được chọn là số có 1 trừ số. Cái này chắc chắn. Cái này chắc chắn này. Cái này là không thể này. Biến cố B là biến cố không thể này, biến cố C là biến cố chắc chắn này. Số được chọn là số tự nhiên, cái này cũng chắc chắn. Như vậy biến cố ngẫu nhiên là biến cố A. Biến cố B là biến cố không thể này, C D là chắc chắn này, A là ngẫu nhiên này. Đúng không? Hiểu chưa? Ta sang câu số 5 nghe. Ta sang câu số 5. Bạn An lấy ngẫu nhiên một viên bi trong một túi đựng 3 viên bi. Trong một túi đựng 3 viên bi màu xanh, 3 viên bi màu đỏ, 3 xanh, 3 đỏ. Tổng cộng đây là 6 viên đúng không? Nhưng chỉ có 2 màu thôi, xanh đỏ thôi. Biến cố này sau đây là biến cố chắc chắn. Chắc chắn như là ở đây bắt buộc phải lấy ra xanh hoặc đỏ. An lấy được viên bi màu đỏ thì cái đây là ngẫu nhiên này. Đây là biến cố ngẫu nhiên này. An lấy được viên bi màu trắng là không thể này. Tại vì nó chỉ có 2 màu xanh đỏ thì không thể nào lấy ra trắng được. Màu đen cũng không thể này. An lấy được viên bi màu xanh hoặc viên bi màu đỏ thì cái này là chắc chắn. Hoặc cái này hoặc cái này. Tại vì lấy một viên trong 6 viên. Hiểu không? Chắc chắn. Câu D. Tung một đồng xu cân đối, xác suất biến cố đồng xu xuất hiện mặt ngửa. Thì đồng xu á thì nó sẽ có mặt ngửa và mặt sấp. Ở trong đây có mấy phần tử? Có 2 phần tử. Như vậy đây nó xuất hiện một phần tử này là mặt ngửa thì xác suất của nó sẽ là 1/2. Câu C. Được chưa? Hiểu đúng không? Tiếp tục. Lan và Ngọc mỗi người gieo một con xúc xắc. Lan này, Ngọc này, mỗi người gieo một con xúc xắc thì con xúc xắc là từ mặt 1 cho tới mặt 6 là có 6 mặt, đây mặt 1 tới mặt 6. Xác suất của biến cố hiệu, hiệu là phép gì? Hiệu là phép trừ giữa số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc là bằng 3. Như vậy bây giờ cái không nhân mẫu đây là 6, ở đây là 6, các em lấy 6 nhân 6 nha. Tổng cộng cái xác suất xuất hiện là 36. Nghĩa là cái không nhân mẫu ấy, kết quả xảy ra là kết quả của hai con xúc xắc mà khi mà gieo ấy, thì kết quả ra được là 36 kết quả. Bây giờ người ta tính cái biến cố này, biến cố xuất hiện số chấm hai con xúc xắc là 3. Đó, 3 đúng không? Giả sử như bây giờ thầy lấy lan là gieo ra mặt 1 thì Ngọc bắt buộc phải là mặt mấy? Mặt 4. Nếu lan ra mặt 2 thì bắt buộc Ngọc phải ra mặt 5. Nếu đúng không? Nếu lan ra mặt 3, hiểu không? Thì Ngọc sẽ ra mặt 6. 6 trừ 3 bằng 3. Và ngược lại, nếu lan ra mặt 4, vay ngược trở lại này, 5 2 này và 6 3 này. Như vậy tổng cộng ở đây có mấy kết quả? Có 6 kết quả. 6 kết quả để cho ra cái kết quả của biến cố. Đây là 6 kết quả mà tổng số kết quả xuất hiện khi mà gieo hai con sắt là 36. Mà số kết quả thuận lợi ra là có 6 kết quả, nhưng mà cái xác suất của nó sẽ 6/36. Kết quả đây là 1/6. Sao? Đây. Hiểu chưa? 1/6 nghe. Hiệu cái số
giữa số 8 xuất hiện lên trên 2 cũng xác là bằng 3, là xác suất ra là bằng 1 phần 6. Hiểu chưa? Kết quả của cái việc mà gieo hai con số sắc là tổng cộng ra là 36 kết quả. Trong đó số kết quả thuận lợi để xuất hiện cho cái biến cố hiệu đó đã chính là cả 6 kết quả này. Như vậy xác suất của nó sẽ là 1 phần 6. Lên chương trình lớp 10 đây em, 1 phần 6. Nó rõ lắm em, học cực kỳ rõ luôn. Còn chương trình lớp 7 này thì chúng ta học nhấp nháp thôi. Lên chương trình lớp 10 cực kỳ rõ. Ta đi sang câu số 8 nha. Cho tam giác ABC chọn khẳng định sai. ABC thì cái này là theo bất đẳng thức trong tam giác này, nhớ hiệu thì nhỏ hơn mà tổng sẽ lớn hơn nhớ nha. Ví dụ chúng ta lấy cạnh AC thì ví dụ đây là AB trừ BC lớn hơn hiệu và nhỏ hơn tổng, nhớ lại như vậy, một cạnh nó sẽ lớn hơn hiệu và nhỏ hơn tổng. Nhớ là chọn sai nhé. Cái này đúng rồi này. Tổng đúng không? Cái này đúng này. Câu C này cũng đúng này. Đúng không? Câu B. Cái này đúng này. Cái hiệu không thể nào lớn hơn một cạnh được. Chứng tỏ câu D sai này. Cái này học về bất đẳng thức trong tam giác thì người ta biết rồi. Ta sang câu tiếp theo. Câu số 9. Nha. Cho tam giác ở đây là thầy vỉ ra là em thấy quan hệ giữa cạnh với góc đối diện đúng không? Ở đây người ta nói là MN nhỏ hơn MB nhỏ hơn NB, thì các em nhìn này, MN đây, góc đối diện của nó là góc đây, góc B này. Như vậy người ta đặt góc B ở đây, cạnh MB đây, cạnh MB đây, thì góc đối diện của nó là góc N đây này, thì đây chỉ là N. Cạnh NB đây, góc đối diện của nó là góc M đây, đúng không? Như vậy đây là M, thì theo trình tự thôi đấy. Như vậy đáp án đúng của ta đây này, ở đây người ta yêu cầu là đúng này, B nhỏ hơn N và nhỏ hơn M, M nhỏ hơn B, M sai rồi, N trước sai rồi, B này, B N M đây, C này, nó đúng ở đây này, em hiểu không? Rồi xong câu số 10. Đơn giản nha, vẽ hình ra thấy à. Nhớ nha. Nếu các đường vân giác trong tam giác khác nhau tại điểm A thì đây, nhìn nè. Đường vân giác là đường chia các góc nó bằng nhau, như vậy điểm A này sẽ cách điều gì? Cách điều đỉnh này và đỉnh này. Nghĩa là điểm A sẽ cách điều ta nói, đường vân giác cách điều ba cạnh nhé. Cách điều ba cạnh nghĩa là cách điều cạnh này, nghĩa là các cái đoạn này sẽ bằng nhau này, đoạn này bằng đoạn này và bằng đoạn này này, cách điều ba cạnh. Đường trung trực mới là cách điều ba đỉnh nhé, nghe nha, điều ba cạnh. Đây, hiểu chưa? Nhiều lúc nó dạy nhiều quá nó bị nhầm. Tiếp tục, khẳng định nào dưới đây là sai, nhớ sai nhé. Sai chứ không phải là đúng. Hình hộp chữ nhật có 8 đỉnh, đúng. Hình hộp chữ nhật có 4 đường chéo, đúng. Đúng. Hình hộp chữ nhật có 8 cạnh là sai. Nó phải có gì? Có 12 cạnh. Sai chỗ đây nè, 12 cạnh cũng đúng. Như vậy sai, chúng ta chọn câu C này. Hình hộp chữ nhật có 6 mặt, cái này đúng nè. 12 cạnh chứ không phải là 8 cạnh. Tại vì bốn cạnh ở mặt đáy trên, bốn cạnh mặt đáy dưới và bốn đường cao nữa trở thành 12 cạnh nha. Ta đi sang ở cái câu 12. Nhìn đây em. Một hình lập phương. Hình lập phương thì nó chính là cái hình vuông. Các mặt của nó đều là hình vuông. Ở đây người ta nói là diện tích xung quanh 100 cm², độ dài. Như vậy chúng ta đã có cái công thức rồi. Như vậy ở đây chúng ta có cái gì? Mục đích chúng ta tính độ dài cạnh mà chúng ta biết diện tích xung quanh. Bây giờ chúng ta sẽ tính diện tích một mặt đây, mặt đáy xung quanh, thì chúng ta có này là bằng 4a bình, đúng không? Đúng chưa?
4a bình phương sẽ bằng 100. Như vậy a bình phương, tại bốn mặt nó giống nhau mà một mặt thì nó sẽ là a bình phương là bốn mặt bằng 25. Độ dài cạnh nó suy ra a này sẽ bằng căn bậc 2 của 25 sẽ bằng mấy? Bằng 5. Như vậy độ dài cạnh của nó bằng 5 này. Câu C xong. Vậy thôi. Hiểu chưa? Rồi. Như vậy thì clip hôm nay tới đây là kết thúc em nha. Trong clip sau thầy sẽ quay cho em phần tự luận 1 2 3 4 5. Chúng ta nhớ làm trước. Rồi mình xem clip thầy sau. Chúc em thi tốt và học tốt nha. Bye bye. Ok. Rồi, xin chào các em. Các em ủng hộ cái kênh của thầy Quang với thầy nha. Và đây là cái clip nấu ăn của cô Hòa. Ok. Ok, ok, ok. Hòa làm đẹp các em. Đấy, đẹp luôn.